Hello, xin chào các bạn. Mặc áo ba lỗ rồi mà vẫn nóng vãi chưởng các bạn. Các bạn ạ, chả nhẽ cứ bật điều hòa suốt ngày. Bật điều hòa thì một tháng hết mấy triệu tiền điện. Tiền YouTube kiếm được 65 đô tháng chưa đủ trả tiền điện. Đau khổ. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, làm nào để nhấn mạnh cái giọng đọc của bạn ấy khi mà có nhạc nền ở trong phần mềm Filmora. Filmora 10 và 11 đều ok, đều như nhau. Thứ hai thì khi mà bạn làm video ấy, khi bạn chèn nhạc nền ấy, thỉnh thoảng bạn muốn lồng tiếng vào ấy. Nhưng mà trong khi mà cái tiếng của bạn đọc ấy, làm sao để cho cái nhạc nền nó nhỏ hơn, hoặc là cái những cái âm thanh khác nó nhỏ đi để cho tiếng của bạn được nghe rõ hơn ấy. Cái mẹo này rất là đơn giản nhé. Đây là trong màn hình của mình nhé. Ví dụ mình có một cái file nhạc ấy, mình sẽ tắt cái tiếng của cái giọng đọc đi nhé. Đầu tiên là cái file nhạc trước này. Ok, sau đây là mình có thêm cái giọng đọc nữa. Ví dụ ở đây là cái giọng đọc. Ví dụ đây là không có hiệu ứng gì nhá. Không có cái hiệu ứng để cho nó làm nhỏ cái nhạc nền đấy nhá. Ok, đây là cả. Đấy thì các bạn không nghe cái gì cả, tại vì nhạc nền nó bị chèn lên giọng đọc rồi ấy. Thì để mà bạn làm nhỏ cái nhạc nền xuống và cái giọng đọc của bạn nó sẽ được nhấn mạnh ấy, thì các bạn kích chuột phải vào cái giọng đọc nhá. Sau các bạn chọn Adjust Audio nhé. Adjust Audio là điều chỉnh audio. Kích vào đây. Sau đó chọn tiếp cái tính năng này, Ducking, Audio Ducking nhé. Thực ra thì khi mà mình chỉ các bạn biên tập audio, tức là biên tập âm thanh ở trong Filmora ấy, mình cũng nhiều lần mình nhắc đến tính năng này rồi. Tuy nhiên mình làm một cái hướng dẫn riêng để cho các bạn dễ. Sau đó bạn sẽ có một cái thanh trượt. Thanh trượt này từ yếu đến mạnh nhé. Từ yếu đến mạnh, tức là yếu đến mạnh. Mạnh là bản thân, tức là nếu mà bạn chọn là 80 chẳng hạn. 80 thì cái tiếng nhạc nó rất là nhỏ tí thôi. Thế còn bình thường ấy là mình sẽ chọn từ khoảng tầm 60 đến 70, 60-65 gì đấy là ok. Nhưng mà đấy là mình thôi, còn các bạn thích thì các bạn có thể chọn nào tùy. Thế còn nếu mà các bạn kéo nó thẳng về 100 này thì là cái tiếng nhạc nó không còn luôn. Ví dụ này. Đấy. Ok, đây là bản tắt luôn. Thế đây là mình sẽ chọn khoảng 65 thôi. Bạn ấn Enter. Và bây giờ cái nhạc ở đoạn này, đoạn đầu này nó to, sau đấy cái đoạn tiếng mình nói nó sẽ nhỏ, bạn nghe nhé. Ok, đây là bản thu âm mình test thôi. Alo 1 2 3 4 test mic 1 2 3 4 test mic. Alo hello. Đơn giản đúng không? Thế còn cái tức là cái tiếng nói này thì các bạn cứ di đến chỗ nào thì nó vẫn có cái hiệu ứng, thì cái nhạc nền ở đoạn đấy nó sẽ nhỏ đi nhá. Ví dụ cái từ mình đang di từ đoạn này đúng không? Ví dụ mình di ngay từ đoạn đầu luôn này, đến gần đoạn đầu ấy thì tiếng nhạc nó sẽ nhỏ ngay từ đoạn đầu luôn này. Ok, đấy. Đây là còn đoạn cuối này nó hết cái tiếng nói rồi thì nó lại to lên. Ok, đây đơn giản thôi. Để làm nào để nhấn mạnh giọng nói khi có nhạc nền ở trong video với phần mềm Filmora. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Còn nếu như các bạn nào có câu hỏi nào khác ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn để trả lời các bạn. Nếu như bạn nào muốn nhờ mình mua bản quyền Filmora thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Không biết video sau mình có nên cởi trần ra làm hướng dẫn cho nó mát không nhỉ? Mặc áo ba lỗ rồi mà vẫn thấy. Ok, bye bye.